Xin kính chào quý chị và các bạn. Chào mừng quý chị và các bạn quay trở lại với Topcar.vn. Trước mắt quý chị các bạn là chiếc xe Kia Sonet, một cái dòng xe crossover trong phân khúc cỡ A của bên nhà Kia mà trong cái video ngày hôm nay. Cái thời điểm cuối của tháng 6 đầu tháng 7 năm 2022 này, Topcar.vn sẽ cập nhật cho quý chị các bạn những cái chính sách giá của Kia Sonet cho từng phiên bản, mức giá lăn bánh, chương trình về quà tặng của Kia Sonet đến với những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đã và đang quan tâm tới cái dòng xe gầm cao 5 chỗ trong phân khúc cỡ A này. Hiện tại thì ở trong cái phân khúc này, Kia Sonet đang cạnh tranh với chiếc xe Toyota Ray, một cái dòng xe nhập khẩu tại Indonesia của bên nhà Toyota. Cả Toyota Ray, cả Kia Sonet đều là những cái dòng xe hiện tại rất được nhiều người quan tâm và lựa chọn. Với Sonet thì hiện tại chúng ta có cái giải sản phẩm, giải phiên bản là dài hơn từ số sàn cho đến 3 phiên bản số tự động để các bạn có thể lựa chọn về cái dòng xe này. Hiện tại thì Sonet, nếu như mà cái tầm tiền của cái dòng xe này thì thường những cái dòng xe sedan cỡ B, ví dụ như là Hyundai Accent, ví dụ như là Toyota Vios, ví dụ như là Honda City, thì hoàn toàn nếu chúng ta thích đi gầm cao, cái tầm nhìn tốt hơn, rộng rãi về chiều cao hơn, thì Kia Sonet là một chiếc xe đáng để mọi người quan tâm. Với Topcar.vn lần lượt cập nhật như sau. Đầu tiên là Sonet phiên bản số sàn. Cái phiên bản số sàn này thì phiên bản mà cũng được thực ra thì cũng ít người chọn về cái phiên bản này. Nhưng mà với những anh chị khách hàng nào mà chúng ta thích đi gầm cao mà vẫn thích đi số sàn thì phiên bản này hiện tại đang có mức giá bán là 499 triệu là mức giá niêm yết. Và sau khi mà trừ đi chương trình khuyến mại thì lăn bánh ở tỉnh của bản này là 547 triệu. Ở Hà Nội là 575 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 565 triệu đồng với Sonet số sàn, quý chị các bạn ạ. Ở tỉnh là 547, Hà Nội là 575, thành phố Hồ Chí Minh là 565 triệu đồng với Kia Sonet phiên bản số sàn. Phương án trả góp bản này ở tỉnh tối thiểu các bạn cần chuẩn bị là 160 triệu. Ở Hà Nội là 188 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 178 triệu đồng quý chị ạ. Tỉnh là 160, Hà Nội là 188, thành phố Hồ Chí Minh là 178. Tiếp theo là Kia Sonet phiên bản số tự động. Bản số tự động này là phiên bản thấp nhất, phiên bản Deluxe. Với mức giá của phiên bản này, nếu mà lăn bánh ở tỉnh tại thời điểm này của bản Deluxe là 597 triệu. Ở Hà Nội là 626 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 615 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Với cái mức giá lăn bánh như thế này thì đâu đó nó cũng ngang với cả chiếc xe Hyundai Accent phiên bản đặc biệt. Nếu chúng ta không muốn lấy Hyundai Accent phiên bản đặc biệt, một chiếc xe sedan ở phân khúc cỡ B, thì hoàn toàn chúng ta có thể lựa chọn cùng tầm tiền như vậy về chiếc xe Kia Sonet bản số tự động, bản Deluxe phiên bản thấp nhất. Ở tỉnh là 597, ở Hà Nội là 626, ở thành phố Hồ Chí Minh là 615 triệu đồng. Phương án trả góp Deluxe của Kia Sonet ở tỉnh tối thiểu cần bỏ ra là 174 triệu. Ở Hà Nội là 203 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 192 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Tỉnh là 174, Hà Nội là 203, thành phố Hồ Chí Minh là 192. Sang cái phiên bản thứ ba, đó cũng chính là phiên bản số tự động luôn, nhưng mà phiên bản này là phiên bản đầy đủ hơn, phiên bản Luxury. Bản Luxury này hiện tại đang có mức giá bán là 594 triệu là mức giá bán. 594 triệu và lăn bánh ở tỉnh của phiên bản này là 652 triệu đồng. Ở Hà Nội là 682 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 672 triệu anh chị nhé. Tỉnh là 652, ở Hà Nội là 682, thành phố Hồ Chí Minh là 672. Cái mức giá lăn bánh này nó cao hơn so với những chiếc xe sedan, ví dụ như là Vios bản G, Honda City bản RS hay là chiếc xe Hyundai Accent phiên bản đặc biệt từ 20 đến 30 triệu đồng. Nếu như chúng ta đang có kế hoạch lấy những chiếc xe sedan cỡ B mà bù thêm, tăng cường thêm khoảng tầm 20 triệu thì hoàn toàn có thể lựa chọn về Kia Sonet AT bản Luxury này. Ở tỉnh là 652, ở Hà Nội là 682, thành phố Hồ Chí Minh là 670 các bạn nhé. Phương án trả góp ở tỉnh của Kia Sonet Luxury ở tỉnh tối thiểu sẽ là 190 triệu. Ở Hà Nội là 220 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 208 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Tỉnh là 190, Hà Nội là 220, thành phố Hồ Chí Minh là 208 triệu với Sonet AT Luxury. Tiếp theo là sang cái phiên bản thứ tư của Kia Sonet, đó là phiên bản Premium, phiên bản cao cấp nhất với mức giá bán là 624 triệu. Vậy thì cái mức giá này nếu như so sánh ở trên thị trường tại thời điểm này, mức giá bán này nó ngang với chiếc xe Hyundai Creta, một cái dòng xe crossover ở trong phân khúc cỡ B cho phiên bản tiêu chuẩn. Như vậy là cùng tầm tiền thì các bạn có thể lựa chọn Kia Sonet Premium hoặc Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn. Ưu điểm của Hyundai Creta đó chính là rộng rãi hơn, thoải mái hơn,
to hơn so với Kia Sonet, quý chị các bạn ạ. Vậy thì năm bánh ở tỉnh bản premium là 685 triệu, Hà Nội là 715 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 703 triệu đồng anh chị nhé. Tỉnh là 685, Hà Nội là 715, Thành phố Hồ Chí Minh là 703. Phương án trả góp bản premium ở tỉnh tối thiểu 199 triệu, Hà Nội là 230 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 218 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh 199, Hà Nội là 230, Thành phố Hồ Chí Minh là 218 các bạn nhé. Đó là về cập nhật giá của 4 phiên bản Kia Sonet, 4 phiên bản Kia Sonet, trong đó có 1 phiên bản số sàn và 3 phiên bản số tự động. Mà tại cái thời điểm cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 2022 này, Top Car VN cập nhật cho những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đã và đang có tầm tiền của những chiếc xe sedan cỡ B, Vios, Accent hay Honda City. Và hoàn toàn các bạn có thể lựa chọn sang cái dòng xe gầm cao 5 chỗ này. Hiện tại thì Kia Sonet cũng đã có cái số lượng xe ra nhiều hơn rồi, đáp ứng được nhiều hơn so với cả cái thời điểm trước rồi. Vậy nếu anh chị chúng ta quan tâm thì ngay bên dưới góc trái màn hình này là số hotline của bên đại lý Kia, các bạn nên trực tiếp để có thể nhận báo giá khuyến mại một cách là tốt nhất. Cuối cùng thì xin chào và hẹn lại các bạn trong video lần sau của Top Car VN. Xin chào.